Chào mừng với, chào mừng mượn với. Mẹ sắp về chưa mấy đứa? Mẹ, mày con đi đâu lâu quá vậy? Ai ơi, chết rồi. Lấy lộn với Hồng á. Trời ơi, ơi nó thao không? Cái này là dầu massage mà con, có phải xà bông đâu. Cô với lại mẹ của cô Ca phải đi mua đồ, đi mua đồ ăn ha. Bây giờ ba bạn ở đây coi coi tiệm cho cô nha. Được không? Được. Ok không? Ok. Ok. Rồi nè, kẹo nè. Bây giờ cuốn ở đây, cuốn ở nhà với chị Hai với lại cô Ca cuốn coi tiệm cho má Mi nha. Xong rồi lát má Mi về. Đúng rồi. Xong rồi về mình đi chơi nha. Má Mi nói nghe nè, nếu như mà khách tới gọi đầu á thì bây giờ sao? Con phải nhận khách vô gọi đầu cho má Mi nha. Tại vì phải có khách thì mình mới có tiền mình đi chơi. Ok, cho nên là con phải gọi đầu nha má Mi nha. Hứa không? Hai phải má Mi đi. Ok. Nè mẹ vẫn đi nha cô Ca. Bye. Bye nha. Giờ thì cả ba bạn nhỏ chính thức trở thành những người chủ tạm thời của tiệm spa xinh xắn. Nhiệm vụ coi nhà thì không biết có hoàn thành không, nhưng quả nhiên ba bạn nhỏ đã bắt đầu thân nhau hơn rồi. Mình là super hero và mình có cái này nè, mình dai lên nè. Yeah. Để xem bộ ba siêu anh hùng này sẽ làm gì khi có khách tới đây. Hello. Có ở nhà không con? Tiệm này tiệm gọi đầu đúng không? Ăn bãi. Tiệm gọi đầu massage. Tiệm gọi đầu massage hả? Có ai gọi đầu massage ở đây được không? Nhưng mà khoan đã, hình như mình quên điều gì ấy nhỉ? Nếu như mà khách tới gọi đầu á thì bây giờ sao? Con phải nhận khách vô gọi đầu cho má Mi nha. Tại vì phải có khách thì mình mới có tiền mình đi chơi. Ok, cho nên là con phải gọi đầu cho má Mi nha. Đúng không? Hai phải má Mi đi. Đã hứa thì phải làm thôi. Rồi, bây giờ tư vấn cho cô Tâm đi, ở đây mình gọi mình có cái gì con? Mình có gọi đầu gì? Massage. Gọi đầu massage hả? Con gọi đầu được đúng không? Bạn cô ghê. Ủa gì vậy? Bạn cô ghê gọi hả? À, bạn con ca đang mặt trời. Thế là tiệm spa bất ổn chính thức hoạt động. Các nhân viên mỗi người một việc cũng khá là chuyên nghiệp. Trong khi đó, hai mẹ tự sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đi chợ lại đang khá lúng túng. Bắt mấy tay nhỏ nấu canh luôn chị nghĩ. Buổi trưa hả? Buổi trưa mình nấu canh ăn hả? Chị thấy sao? Ủa cái này bán sao vậy cô? Hộp cẩm là 30. Hộp cẩm là 30 nghìn một cân. Tức là xu củ cải, dồn xu hết. Mua 20 được không cô? Được, mua 20 được cũng như 7 là. Ủa cô, cái này cô bán sao vậy cô? Con gái. Dạ, 1.000 lạng. 10.000 đúng luôn. Cho con 2 lạng. 2 lạng đủ. 2 lạng đi. Chắc nhiều rồi. 2 lạng. Biết nhanh không? Dạ không. Con chị ăn không? Ăn à. Hai chị ăn à. Dạ. Bây giờ mình về mình coi mấy bạn nhỏ. Dạ, ví dụ em có được mở camera lên em coi tụi nhỏ ở tiệm không chị Vân Anh? Ủa là có gọi chưa? Nhìn như lỗi ở đây hả? Sao mày mình làm gì nè? Sao mày mình làm gì nè? Rồi, úp mặt xuống đúng không? Rồi. Là không có mặt nè. Hai có muốn làm không? Để cứ làm cái đó cho. Hay là cái này nha. Chị nằm ngửa vậy? Đây là mình sắp vậy? Nằm sắp để đấm lưng. À. Giờ tội nghiệp con trui. Mẹ chui làm cho. Bạn làm vậy đi. Mừng mạnh lên. Để quýnh kết nhà trong cho. Cái này cũng cuốn nha, để quýnh nhà trong nha. Hay lấy một ghế ra. Mời qua mình quấn một ấy. Rồi đâu đây nè? Rồi đâu đây nè? À. Bóp đây nè. Rồi bóp đây nè.
Hai bớt đi. Hai sợ cô đẹp không hả? Bớt đi nè. Làm đây nè. Giống như là mẹ ơi đầy con. Không phải mẹ ơi đi chơi. Cái nhìn đầu đó, trời ơi. Ai, bà già vậy, đây, chú ba bà già. Mắt con mắt ta dữ quá, bất ngờ chưa bà già. Đã xong phần massage, cô khách lắm chuyện này, còn đòi gội đầu nữa. Cho mình nghe. Nhận quá đi thôi à. Ừ. Cảm ơn cho mình nghe. Rồi, cảm ơn con. Sao mày thấy mừng nè. Sao mày thấy mừng nè. Quay lại, quay lại, lấy xà bông. Okay. Xà bông, xà bông. Lấy xà bông gội đầu đi. Đâu, mình phải lấy xà bông. Nè, cho mình hay lấy xà bông nha. Cảm ơn con rất nhiều. Xà bông. Rồi. Xà bông. Nhiều xà bông. Ừ. Sao được, để cho mình. Để ha. Ôi 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 ôi. Út rồi nè mấy đôi. Dạ ơi, út rồi nè. Gọi nhanh lên nè, cô còn đi công chuyện đó nè. Không phải giải cứu cô nhỏ đâu mà là giải cứu cô đó đó. Giờ mong mỏi được giải cứu cô. Cô khách bắt đầu hoang mang với sự bất ổn của tiệm massage bất ổn. Không về cô chết luôn á. Tắt nước. Cô hỏi mà. Cho mình gửi. Cho mình gửi, cho mình mượn gửi. Mẹ sắp về chưa mấy đứa? Mẹ, mẹ con đi đâu lâu quá vậy? Mẹ đi mua đồ ăn. Chưa. Rồi xong rồi, xà bông đi. Xà bông đâu? Xà bông mới xong rồi mà. Nè, cái này nè. Không phải cái nào, không phải xà bông. Cái này mới phải nè. Xà bông nè. Rồi, bữa đó đi. Ê, chết rồi. Cái máy lộn vô không? Trời ơi. Ơi, biết sao không? Nó lấy lỗ vào mắt xa, nó lấy lỗ vào mắt xa. Tới lần mình nữa, tới lần mình. Nè, cho con xem cái chai con vừa mới lấy thôi. Nghe cái mùi nó kỳ kỳ vậy. Cái này nè. Cái nào chai này hả? Cái này là dầu massage mà con, có phải xà bông đâu. Tầm này thì sao phân biệt dầu gội với dầu massage hả cô ơi? Dạ, cái nào vậy ạ? Ướt rồi. Trời ơi! Tao tắt kìa! Lau cho cô đi! Lau bên đây nè! Ướt hết áo bên đây rồi! Cũng may, hai mẹ xuất hiện giải cứu kịp lúc, không thì tiệm massage sắp kim luôn nhiệm vụ tắm miễn phí! Chị ơi, em đợi từ sáng tới giờ! Đợi mẹ! Con gọi đâu giùm cô? Con gọi cho cô chưa? Ướt hết rồi em rồi! Ôi trời ơi! Thôi đi ra, nó mới gọi cho! Nè mới đi ra, nó mới gọi cho. Ra đi. Trời ơi, em xin lỗi chị em. Anh ta không nhắn em trước. Ướt hết trơn rồi, đúng rồi chị ơi. Ướt luôn cái tay nè. Ờ, lắc ra chị chửi rồi nè. Bữa nay có dịch vụ mới. Trời ơi, hồi nãy cái mấy bạn lấy dầu gì gọi vậy? Lấy dầu massage. Hồi nãy gọi rồi đúng không? Bây giờ ủ xả ha nha, ok. Con gọi đầu được đúng không? Bạn con ghê. Ủa gì vậy? Bạn con ghê gọi hả? À, bà con gai ăn mặn chửi. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, tuy có chút cập rập nhưng cả ba bạn nhỏ đã hoàn thành đúng nhiệm vụ thì cũng không kém phần xuất sắc phải không nào?